mới. Mẫu đèn này phù hợp với mọi người mua trang trí ở những sảnh nhà hàng khách sạn 5 sao. Đèn có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu, 200 hiệu ứng. Mình sẽ thêm một ít khói để mọi người thấy được cái không gian màu sắc hơn, nhìn nó sôi động hơn. Hiện tại mình đang sử dụng là cái máy khói 1500W cho công ty bên mình cung cấp. Nó có thể phun khói nhiều hơn nữa, nhưng mà với căn phòng này thì mình chỉ phun khói ít thôi để nó không bị ngộp. Mỗi đèn LED pha này thì nó có chế độ cảm ứng đen nhạt và auto tự động bị điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.